nè cả nhà thấy không? Đây là cái mai vàng năm cánh nè, nhưng mà bông của nó to nha cả nhà, chứ không phải là năm cánh chuồn chuồn như hồi xưa. Nên cây của mình thì nó cũng rất là đẹp nên các bạn yên tâm. Còn bông của nó thì là một cái nụ thì nó cũng ra chùm, nó cũng ra 4-5 cái bông nè các bạn thấy không? Một cái nụ nó sẽ ra nhiều cái bông nè. Nên là các bạn cứ yên tâm nha, cây của mình nó vẫn đẹp nha. Còn các bạn nào mà thích nhiều cánh hơn á thì là các bạn sẽ ghép. Bữa nay là thứ sáu nè, Ngân xin nghỉ làm để Ngân về Ngân phụ gia đình. Hôm nay thì Ngân xuất một lô mai để giao cho khách đó, nên là hôm nay Ngân có thời gian để dẫn các bạn đi thăm vườn. Còn thường thì là Ngân phải đi làm giờ hành chính, nên là các bạn thường liên hệ với Ngân mà liên hệ không có được trong ban ngày thì các bạn sẽ liên hệ với Ngân từ 5 giờ chiều cho tới 11 giờ tối nha các bạn. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng theo dõi nhiều cái lô mai cũng như các loại cây kiểng, cây giống. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân nha. Các bạn thấy xa xa bên kia không, là Ngân đang tưới á, mình đang tưới cái cây bên kia. Bây giờ thì mình toàn bộ là gắn ống tự động hết rồi, chứ mình tưới tay thì mình không có thời, nó rất là mất thời gian luôn. Nên là mình cứ gắn ống tự động để cây nó tưới, nên là cây của mình ha, thì là nó được chăm sóc rất là kỹ, nên là cành lá của nó thì nó cũng xanh tốt nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Cành lá của cây thì nó xanh tốt. Thì về nhánh cây á, thì do là mình để gần á, nên là có cây thì nó cũng hai nhánh, ba nhánh nó ra như thế này. Có cây thì nó nè, cây nào thì nó cũng có nhánh, nhưng mà nó sẽ hai ba nhánh chứ nó không có tròn đều như dạng thông được nha cả nhà. Khi lựa cây thì Ngân sẽ lựa cây chuẩn để Ngân giao cho các bạn. Chuẩn ở đây có nghĩa là cái thân cây nó sẽ mập từ cái đầu đũa nhỏ ăn cơm trở lên. Cây nó sẽ cao 40cm trở lên thì cây đủ chuẩn thì Ngân giao cho các bạn nha. Cây dưới 10.000 thì mình không có lựa rễ được nha cả nhà. Có nghĩa là nó quấn qua quấn lại một vòng, hai vòng, rồi ba vòng, bốn vòng. Còn cái loại mà các bạn muốn cái rễ đặc biệt, ví dụ như kiểu con rồng, con rắn, trái bí là so, hình hoa mai á, thì là cái giá nó sẽ nhiều tiền hơn. Khi mà các bạn muốn mua cái loại đó thì liên hệ với Ngân nha. Ví dụ như con rồng mà ba đốt sống thì 40.000, con rắn thì 35.000, lò xo thì 25.000. Thì tất cả các giá thì Ngân sẽ công khai ở trên mạng, tại vì một số nhà vườn thì khi người ta bán mà người ta không có công khai giá cho các bạn nha. Còn khi Ngân bán thì Ngân sẽ công khai giá cho các bạn. Nên các bạn nếu mà mình thấy thích cây đó và mình chấp nhận cái giá đó thì các bạn liên hệ với Ngân đặt hàng, chứ thì Ngân không có bớt cho các bạn được nha các bạn. Và lần cuối thì Ngân cảm ơn các bạn đã trong suốt thời gian qua đã bấm đăng ký kênh, đã like, đã góp ý cho Ngân để cải thiện tốt hơn. Thì do trong quá trình vận chuyển ship hàng thì không có thể tránh khỏi sai sót rồi, nên là có những lúc thì là sai sót, nhưng mà các bạn cũng đã thông cảm, đã nhận hàng. Thì Ngân xin chân thành cảm ơn tất cả các quý cô bác, anh chị và đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân nè. Ngân xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi.